em mập. Gì? Lộ với em là sếp ơi, dạ, em trai em á, tài chính chỉ có hơn 5 triệu chút xíu thôi mà nó vừa muốn mua tai nghe không dây nè, vừa muốn mua điện thoại xài nữa, chị giờ dùng gì giờ sếp? À, thế thì có luôn đây. Nha. Combo này mua ngay là hợp lý luôn. Đây là Oppo A54 nha, kết hợp với tai nghe không dây Oppo Enco Buds, hợp lý chưa? Oh. Mà thôi cô đi ra ngoài ngồi nghe bên đó đi. Đó, để tôi ngồi tôi chia sẻ cô về combo này sau khi tôi sử dụng hơn một tuần nhé. À mà sẵn anh em nào cũng đang có ý định là mua cái bộ combo như thế này á, đây mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho anh em về bộ combo Oppo Enco Buds và Oppo A54 combo không để thiếu cho Gen Z. Rồi, cái đầu tiên thì mình sẽ muốn chia sẻ ngay với anh em là về cái con Oppo A54 này nha. Thì đây là cái phiên bản nâng cấp của Oppo A54 ra mắt hồi tháng 4. Còn nâng cấp về những cái điểm gì thì lát nữa mình sẽ nói nha. Thì trước tiên, cái đầu tiên mà mình ấn tượng nhất với em này á, đó chính là về cái thiết kế của nó. Đặc biệt là ở cái phần mặt lưng này nè, nó có một cái mặt lưng cực kỳ đẹp luôn. Thật đấy, mặt lưng của nó với cái kiểu phủ màu xanh bạc như này nhìn mê thật sự luôn. Chưa kể là mặt lưng này nếu anh em có nghiêng nghiêng nhẹ thì nó cũng có rất là nhiều những cái đường sáng bảy màu nhìn rất là đẹp đúng không? Nói chung vậy là anh em Gen Z thích sự màu mè thì mình nghĩ em này là phù hợp nhất về cái mặt ngoại hình rồi. Nhìn không thì đã ưng vào mắt rồi. Còn chất liệu thì mặt lưng này đơn giản nó chỉ là nhựa thôi. Cho nên anh em thấy là với cái kiểu mặt lưng bóng như thế này nữa thì chắc chắn là anh em nên đeo ốp lưng vào nhá. Thật ra với cái kiểu mặt lưng này mình kiểu chậm chạm một hồi rồi mình cầm một thời gian kiểu không có ốp lưng á, là đảm bảo nó sẽ rất là kiểu bẩn ấy. Cho nên mình nghĩ là sạch sẽ nhất anh em cứ đeo ốp lưng vào cho mình là ok. Còn về cầm nắm thì mình thấy là em này vẫn làm tốt, thoải mái, không có gì để chê cả. Nói chung về tổng quan ngoại hình của em A54 này á thì thực sự là một chiếc máy rất là tốt, đánh mặt vào về thiết kế đẹp như này dành cho những anh em Gen Z. Sẵn thì ở đây anh em cũng thấy này, camera của A54 mình rất là thích cái thiết kế kiểu camera này luôn, đẹp và đúng xu hướng. Chất lượng cụm cam này thì mình có chụp nhanh đó thì mình thấy đủ sáng, em này làm tốt trong tầm giá nhé. Chi tiết chụp lên cũng khá là sắc nét này, màu sắc tươi, có thể chụp và up luôn lên mạng xã hội cũng được. Camera selfie thì cũng như vậy, độ phân giải 16 megapixel, nên anh em thấy là chất lượng ảnh selfie cho ra thì rất là ok luôn. Da làm mịn màng tự nhiên nè, màu sắc và chi tiết thì lên cũng rất là tốt, không có gì để chê anh em ạ. Nói chung thì là về camera của Oppo thì mình nghĩ chắc anh em cũng biết về chất lượng của nó rồi. Con này thì cơ bản là vẫn làm tốt ở cam chính và camera selfie. Tuy nhiên vẫn sẽ có một chút điểm trừ là nếu anh em nào thích cam góc rộng để chụp phong cảnh thì em này không có. Và cũng như là việc mà nó kiểu chụp đêm thì nó cũng không được tốt. Cho nên cải thiện tốt nhất là anh em nên bật chế độ chụp đêm lên thì nó sẽ được kiểu tốt hơn một chút về chất ảnh. Ok, tiếp theo về màn hình nha. Màn hình thì là cái điểm mà mình cảm giác hơi buồn bởi vì con này chỉ có độ phân giải là HD thôi. Tấm nền đang sử dụng là IPS nhưng mà được cái là kích thước lớn 6.5 inch á, cho nên là cái trải nghiệm tổng thể màn hình thì mình thấy là vẫn rất là thoải mái này. Anh em xem phim, lướt Facebook, đọc tin tức hay là lướt TikTok thì vẫn ngon lành. Nhưng mà dù sao nếu anh em nào thích kiểu một chiếc máy full HD để nhìn nó rõ hơn thì mình nghĩ là em này sẽ không phải là một chiếc máy phù hợp đâu. À, nhưng mà cái điểm mình thích nhất ở trên màn hình của em này á, là có cái kiểu đục lỗ camera nằm ở bên góc chứ không phải là nằm ở giữa, nên là nó có cái kiểu xu hướng hơn nè, làm cho thiết kế nhìn nó cũng đẹp và ok hơn mà đúng không? Rồi, cuối cùng chính là về hiệu năng. Thì về hiệu năng của em này đang sử dụng là chip Helio P35, máy có nâng cấp lên là 6GB. Đấy, đây chính là cái nâng cấp so với bản trước đây là chỉ có 4GB thôi. ROM của nó thì vẫn là 128GB. Có thể nói thì đây là một con chip không phải mạnh trong tầm giá nhé, nhưng mà dù sao nó vẫn đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản. Phút chạm thì cũng khá là mượt mà, giải trí thì như mình đã nói rồi, game nhẹ nhàng như Liên Quân, tốc chiến ở mức setting thấp thì vẫn có thể chơi được. Chưa kể là kết hợp với tai nghe Oppo Enco Buds nữa, bật chế độ gaming nữa là chuẩn bài luôn. Mà sẵn nói đến em Oppo Enco Buds này thì đây sẽ là một cái combo không thể thiếu như mình đã nói ở đầu video. Oppo Enco Buds và Oppo A54 thì điểm cộng mạnh nhất của hai em này đó chính là về thời lượng pin. Pin của Oppo A54 là 5000 mAh, dùng cơ bản với mạng xã hội thì cũng được hơn 6 tiếng rưỡi on screen rồi. Kết hợp với Enco Buds này thì cũng được, đó chính là hơn 6 tiếng với mức âm lượng là 50% nếu như anh em nghe liên tục. Pin quá là tốt để cho anh em có thể trải nghiệm cả hai thứ này trong cùng một ngày luôn, thật sự luôn đấy. Mà chưa kể là nếu có xem phim nhá thì em tai nghe Enco Buds này đánh mạnh vào âm bass này, kết hợp với màn hình lớn trên A54 nữa thì trải nghiệm cũng rất là ok luôn. Chơi game thì cũng rất là ngon bởi vì âm bass đó, nghe tiếng súng đồ kiểu nó mới sướng anh em ạ. Còn về việc sử dụng con Oppo Enco Buds này với con Oppo A54 này á thì mình thấy là anh em cứ yên tâm nha, nó vẫn hỗ trợ đủ tính năng của tai nghe luôn. Và tất nhiên Oppo với nhau thì tương thích cũng rất là tốt rồi. Còn chi tiết về Oppo Enco Buds như thế nào á thì mình đã có một cái video unbox và cũng như là đánh giá về nó rồi. Anh em muốn đánh giá chi tiết hơn về Oppo Enco Buds đó thì mình sắp tới sẽ có một cái video cho anh em luôn. Cho nên anh em hãy subscribe Gen Z để đón chờ nha. Ok, anh em cảm thấy sao về bộ combo này? Mức giá thì mình thấy là kiểu rất là dễ tiếp cận luôn. Oppo Enco Buds giá của nó chỉ là 790k thôi.
Còn em Oppo A54 này á, thì nó sẽ được bán độc quyền trên Lazada vào tháng 7 này. Cho các bạn 6GB RAM nhá, thì sẽ chỉ có là 4.290.000 thôi. Tính ra là combo này chỉ hơn 5 triệu một xíu thôi. Cực kỳ là phù hợp dành cho anh em nào kiểu dân chơi hệ Oppo mà vẫn muốn có một cái chất lượng sản phẩm tốt thì anh em mua con này là hợp lý. Ok, anh em thích video đừng quên nhấn like, share và subscribe channel Gizet nha. Là tổng, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace. Combo được phết, đẹp.